Hãng điện tử hàng đầu thế giới Samsung Electronics vừa công bố lợi nhuận quý 1, mức lợi nhuận thực tế cao hơn dự báo của chuyên gia nhưng vẫn thấp hơn cùng kỳ năm ngoái đến hơn 30%. Trong quý 1 năm nay, lợi nhuận của Samsung Electronics đạt 5,9 nghìn tỷ won, tương đương 5,4 tỷ đô la, mức lợi nhuận này cao hơn dự báo trước đó là 5,5 nghìn tỷ won, tăng 11,5% so với quý tư năm ngoái, nhưng lại thấp hơn cùng kỳ năm ngoái đến hơn 30%. Trong quý vừa qua, nhu cầu gia tăng ở mảng chip bộ nhớ đã bù đắp doanh thu yếu ớt của mảng smartphone. Tình trạng lợi nhuận sụt giảm này đã kéo dài suốt từ năm 2013 cho đến nay do cạnh tranh ngày càng gay gắt trên mảng thị trường smartphone. Một mặt Samsung vướng phải sự cạnh tranh từ đối thủ truyền kỳ Apple ở Mỹ trên mảng phân khúc cao cấp, một mặt lại gặp sao mi của Trung Quốc trên phân khúc trung và phổ thông.